Thưa quý khán giả, con ốc bươu vàng đã từng là nỗi ám ảnh của người nông dân. Chưa thể có một số liệu nào thống kê hết những thiệt hại mà loài vật này gây nên. Thế nhưng hiện nay, ở một số vùng nông thôn, con ốc bươu vàng lại mang về một nguồn thu nhập kha khá cho nông dân. Mời quý khán giả cùng tìm hiểu vì sao như vậy. Để bắt được nhiều ốc bươu vàng thì nhất thiết phải đi thật sớm. Bởi vậy, những ngày nông vàng, bà Ba Phấn và anh Sáu tranh thủ ra đồng từ tờ mờ sáng. Tranh thủ bắt thật nhanh, kẻo mặt trời lên, cỡ một con sào là ốc lặn hết. Lúc đó rất khó tìm thấy nó. Anh Sáu thì bắt ốc để bán nên chỉ tìm bắt những con ốc tương đối lớn. Còn bà Ba Phấn thì bắt ốc vừa để bán, vừa lễ cho cá, cho vịt ăn nên bắt luôn cả ốc nhỏ. Bởi vì lúc này thấy cũng như mình lúa cũng còi vụ rồi, rồi cũng không có làm gì thêm nữa được. Rồi mình thấy chuyện này cũng nhàn mà mình vừa làm đó, rồi mình làm công chuyện nhà cũng là giặt được cũng được. Người nông mà, có cái gì mình kiếm mình thu nhập thì cũng làm thôi. Tới mùa thì nói cái vụ ốc thì bán thì tôi cũng đi bán, lo cái đời sống mình cũng ham. Trời ơi, chú thấy tôi thức tôi bắt ốc riết rồi, vô mà tôi còn nằm mà tôi còn mớ đó. Ông nói nghe cái gì đi bắt ốc mà gì anh còn nói ốc lẹn chân. Anh Sáu cho biết thêm, trước đây có thương lái vừa mua ốc giỏ vừa mua ốc ruột nên ốc bắt về là có thể bán được liền. Bây giờ các chủ lái buôn chủ yếu mua ốc đầu nên bắt ốc về phải luộc sơ rồi lễ ra lấy đầu. Mỗi ký ốc đầu hiện có giá dao động từ 11.000 đến 13.000 đồng. Nếu bắt giỏi, một buổi một người có thể được 70 đến 80 ngàn đồng. Còn trung bình thì cũng được 40 đến 50 ngàn đồng. Tuy bắt ốc lễ bán thì có tiền, nhưng công việc này không dành cho những người thiếu tính kiên nhẫn. Bởi vì nếu bắt ốc 4 tiếng đồng hồ thì sơ chế ốc cũng gần ấy thời gian. Bắt ốc thì nó ngay cũng lội nước, rồi mình đi kiếm tụi con cũng lâu lắm. Nếu như mình bắt một ngày là khoảng sáng đi bắt sớm thì cũng khoảng 8-9 giờ. Tới mùa ốc này là ở sớm này là bắt cũng hết sớm luôn. Như bằng ban ngày thì mình đi bắt, nhằm khi ban đêm thì mình rảnh mình đi sâu ban đêm á. Ốc này thì tiền không có nhiều mà cũng như ngày vài chục trăm vậy đó. Cũng có trang trải trong gia đình, cho con đi học rồi vậy đó. Vì gia đình khó khăn nên bà Ba Phấn cũng không biết từ lúc nào nghề ốc đã trở thành nghề cơm gạo. Bà cũng không nhớ rõ mình đã bắt được bao nhiêu tấn ốc bươu vàng. Bà chỉ nhớ mang máng rằng bà bắt ốc bán từ khi ốc bươu vàng còn ở mức giá 150 đến 200 đồng một ký ốc giỏ. Ngày đó vì giá ốc rẻ mạt nên không ai thèm bắt bán. Độ dài 3 năm nay, các thương lái mua đầu ốc đã qua sơ chế để chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Giá ốc bươu vàng tăng lên, công việc bắt ốc ngày càng khó khăn hơn vì càng ngày có quá nhiều người bắt. Từ khi ốc bươu vàng lên giá, điểm thu mua ốc đầu này nhộn nhịp hẳn lên, nhất là trong buổi chiều. Buổi sáng thì các hộ còn phải bận bịu với bắt và sơ chế ốc. Hộ nào xong sớm nhất thì cũng khoảng 12 giờ trưa. Một công đôi việc, không chỉ tìm cho bản thân nguồn thu nhập, những người bắt ốc bươu vàng còn trực tiếp tiêu diệt kẻ phá hoại mùa màng của mình và của nhiều người. Sáng nay, bà Sáu Đăng, một hàng xóm của bà Ba Phấn, lại xách giỏ ra đồng bắt ốc bươu vàng.